Ok, hello, chào anh em. Lại là mình đây. Tiếp tục đến con game MU của Việt Nam, đó là MU SS2.vn. Hôm nay mình sẽ làm clip ép con quạ tinh của DL anh em nhá. Ép con quạ tinh của DL. Đây, nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị sẵn đây. Nguyên liệu gồm có một cái linh hồn quạ tinh này, hai viên ngọc sáng tạo này, hai viên ngọc ước nguyện và hai viên ngọc tâm linh và 1 triệu gen anh em ạ. Tỷ lệ là 50% đấy. Thì xem ép một phát xem có lên được không. Game này thì mới có một ngày anh em nhá, mới ra được có một ngày anh em cày cuốc thoải mái. Người chơi mới là được hỗ trợ rất là ngon, là vào reset rất là nhanh. Nói chung là đua top thì có trong vòng có khoảng nửa ngày là anh em bằng top 1 thôi. Em chơi trong vòng nửa ngày là bằng top 1 thôi anh em ạ. Quan trọng là đồ thì nó rất là hiếm. Ok, không dài dòng nữa, mình bắt đầu ép nào. Let's go. Tình hình là có một phát thôi, thoải mái được một phát anh em ạ. Mong là nó lên. Một viên trao này, một viên ngọc sáng tạo, hai viên một viên ngọc sáng tạo thôi, một tâm linh này, hai tâm linh và một viên ngọc ứng nguyện, hai viên ngọc ứng nguyện. Tỷ lệ 50% anh em nhé, tỷ lệ là 50% đấy, 50%. Liệu có thành công không anh em? 50% căng đấy nhỉ. Server này chưa có ai có quạ anh em nhá. Server này chưa ai có quạ, mới có ngựa thôi. Ngựa có vài con. Con này mình trên lên level 19 rồi. Đồ nó rất là cùi. Được cái áo này thì một ông cho mình. Thôi toàn đồ lớn thôi. Server mới ra được có một ngày anh em nhá. Em mới chơi vào đua tốt thì vòng khoảng nửa ngày là bằng top 1 thôi, là rất chơi rất là dễ. Ok, ép luôn luôn. À, ngon anh em ạ, ngon rồi, được rồi, quá ngon anh em ạ, quá ngon. Ok, dùng luôn thì lên trên thử xem tình hình nó như thế nào, ngon không. Sát thương là 382 đến 590 đấy, tốc độ 50. Lên arena cả. Quá ngon anh em ạ, phát được luôn. Arena quạ ngay, cài đặt lại cái chế độ đánh quạ anh em ạ. Sử dụng quạ tinh này, công cùng nhau này, tự động tấn công đi. Công cùng nhau à thôi, tự động tấn công anh em nhá, để chế độ tự động tấn công. Nhân tự động tấn công. Ok, em quả đam được bao nhiêu, lượn ra đây xem. Để em quả đam được bao nhiêu anh em. Để ăn lan xem. Cơ quạ sao nó không đam anh em nhỉ? Quạ sao nó không đam quá? Để xem, nghiên cứu lại xem như nào. Quạ sao đam?
Đây, tự động tấn công lưu thất lập. Sao nó vẫn không đam anh em nhỉ? Quạ nó vẫn không đam quá. Chưa sử dụng quạ bao giờ, ngày xưa thôi. Bây giờ mình chơi lại con game